Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Về xung đột ở tại Ukraine ngày hôm nay thì người ta vẫn đang nói nhiều về những cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 cho đến thời điểm hiện tại. Và các cuộc giao tranh vẫn diễn ra. Như kết quả ngày hôm nay thì Ukraine cũng báo cáo là đã giành lại một số những vùng lãnh thổ trong cái cuộc phản công đấy. Sau khi mất hàng trăm km và để Ukraine ngày hôm nay giành lại vài nghìn mét chiều sâu ấy, đó, nó được gọi là một kết quả thành công. Nhưng mà kết quả thành công là giành lại khu vực vườn không nhà trống. Và đương nhiên là trước đó Nga cũng gì ạ, cũng kiểm soát được vùng đấy là vườn không nhà trống. Nhưng ở đây tôi muốn nói rằng là Ukraine khi giành lại những cái khu vực vườn không nhà trống, lấy cái gì ra để mà đỡ đòn tấn công của Nga? Không có một cái hầm hào và bon ke nào có thể giữ vững được chiến tuyến cho Ukraine cả. Và Ukraine cũng không đủ nguồn nhân lực và khí tài của mình, phương Tây hỗ trợ, để có thể thực hiện một đòn tấn công quy mô lớn để đẩy lực lượng quân đội Nga xa nữa. Mà trong một cái giả thuyết là quân đội Ukraine có phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt, phát động một cái cuộc tấn công quy mô lớn của cả 12 lữ đoàn với khí tài của phương Tây và có được kết quả chiến thắng đi chăng nữa, thì cái cuối cùng Ukraine cũng sẽ tạo ra hơi thở cuối cùng cho chính mình. Nó vẫn là một bước đi, một đi không trở lại. Vì khu vực vườn không nhà trống nó rất thuận lợi cho Nga sử dụng hỏa lực hạng nặng, trong đó có giải bom và sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp, hệ thống pháo phóng loạt để tấn công trực diện vào đội hình của lực lượng vũ trang Ukraine. Với cái mặt trận miền đông bây giờ hoàn toàn bất lợi cho Ukraine dưới mọi hình thức, Ukraine dù có tiến công phản công như thế nào đi chăng nữa, chiếm đóng thêm bao nhiêu vùng lãnh thổ đi chăng nữa, nó vẫn là sự bất lợi vì Nga đang tiêu hao khí tài của đối phương và nhân lực của đối phương là trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ. Nguồn chi viện cũng không được bảo vệ. Thì đây mới là điểm chết, điểm tử huyệt mà Ukraine thực hiện đòn phản công. Mà điều này người ta đã bình luận từ tháng 5 rồi, chứ không phải đến bây giờ người ta mới nói. Rằng cho Ukraine sẽ phát động một cái chiến dịch với 12 lữ đoàn trên cái chiến tuyến dài 15 cây số. Và sau đó thì vẫn toang cơ mà. Cho nên là bản thân Ukraine tiến được một vài nghìn mét theo chiều sâu của lãnh thổ ở phía đông của Ukraine đấy. Nó được coi là một chiến thắng, nhưng thực ra đó là một sự thất bại. Đó là quá trình nướng quân. Mới phản công thăm dò Zaporizhia cùng với lại Nam Donetsk đã mất toi hơn một lữ đoàn rồi. Xe bọc thép chở quân mà Mỹ viện trợ mất gần hết sạch rồi. Đây là những sự tổn thất lớn. Và bản thân Nhà Trắng cũng đã đưa ra một lời cảnh báo xấu đấy. Cái việc mà khí tài của Nga phá hủy tăng thiết giáp của Ukraine là một thất bại nghiêm trọng và nguy hiểm đối với Ukraine nói riêng và tập thể phương Tây nói chung. Cho nên báo cáo kết quả về thiệt hại trên chiến trường, quân đội Ukraine có bắn hạ một số pháo nhiệt áp của Nga, rồi thì bắn hạ một số binh sĩ của Nga, một số xe tăng của Nga. Trong chiến tranh, cái việc mà Ukraine và Nga đều mất khí tài và binh sĩ là điều hiển nhiên, không bao giờ tránh khỏi được cái việc này. Đây là điều hiển nhiên thôi, chiến tranh mà anh chị, tiêu hao là điều hiển nhiên. Nhưng mà trong cái tiêu hao này thì thời gian đang dành cho ai? Lợi thế đang dành cho ai? Tập thể phương Tây hỗ trợ đúng không mệt mỏi, dòng viện trợ vẫn tiếp tục. Nhưng mà đã có một cái kế hoạch nào để giúp cho Ukraine có được một chiến thắng hay chưa? Hay tất cả chỉ là quá trình hy sinh còn tốt, thí còn tốt ra là kỳ thôi? Cái chiến thuật mà bản thân Mỹ đang sử dụng Ukraine là một pháo đài chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga là quá trình thí tốt.
như là cựu chuyên viên của CIA tiết lộ là cách Washington thí tốt Zelensky. Chính quyền Hoa Kỳ đang lên kế hoạch hy sinh ông Zelensky để che đậy tội ác của họ gắn với lại vụ phá hoại tại đường ống, đó là dòng chảy phương Bắc, và làm nổ tung nhà máy thủy điện Kakhovka. Cựu chuyên viên phân tích của CIA tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với lại báo chí. Gần đây chúng ta biết là bản thân phương Tây đang đưa tin tập trung cái điều hướng dư luận điều tra về vụ dòng chảy phương Bắc ấy, là do Kiev chủ mưu, là do Kiev thực hiện. Và phía Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra một kịch bản rằng đến ngày hôm nay cái vụ ám sát liên quan đến cựu tổng thống Kennedy cũng lên nói rằng đó là do ông Zelensky, thì nó rất là hợp với những thông tin mà phương Tây đang đưa ra. Phương Tây đang cố gắng đánh lạc hướng điều tra và lạc hướng dư luận về vụ dòng chảy phương Bắc, vì đó là vụ phá hoại khủng bố quốc tế. Và ông Zelensky hiện tại đang nằm trong tầm ngắm của CIA Hoa Kỳ. Vậy thì con đường tốt nhất của ông Zelensky ngày hôm nay để cứu sinh mạng của mình chỉ có một cửa duy nhất, là chạy về phía Nga, thì mới có thể tự cứu sống chính mình được. Bởi phía Nga hiểu rất rõ ông Zelensky và gia đình ông ta đang là những quân bài trong tay của Mỹ, và đang là những con tốt để bản thân Mỹ thí tốt. Đến thời điểm bây giờ thì tính mạng ông Zelensky bắt đầu bị đe dọa, và khi bị đe dọa thì ông phải tự biết tìm cách để cứu mạng chính mình và gia đình. Như người ta nói ở Washington, một bộ phận trong chính phủ của chúng tôi đã sẵn sàng để mặc cho ông Zelensky bị làm thịt, vị chuyên gia này nói. Kịch bản thay ngựa giữa dòng của Mỹ ngày càng thể hiện rõ ràng, trong đó có cuộc điều tra hình sự liên quan đến ông Zelensky và chân tay của ông ta về tội phản quốc. Theo lời chuyên gia này thì Hoa Kỳ hiểu rằng Kiev sẽ không thể đạt thành công trong cuộc xung đột với Moscow và dự kiến thí tốt hy sinh Zelensky. Chính vì thế, Washington đổ lỗi về vụ phá hoại tại dòng chảy phương Bắc cho người Ukraine bằng cách dùng giới truyền thông Mỹ làm dò dỉ thông tin về vụ việc. Sau đó Hoa Kỳ có thể cố gắng gán tội cho Kiev theo cách tương tự trong câu chuyện về vụ nổ ở nhà máy điện Kakhovka. Như vậy là Nhà Trắng cố gắng che giấu tội ác của mình, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân với lại Nga. Họ hiểu rằng là Nga vượt trội hơn về vũ khí thông thường và có lẽ là cả vũ khí chiến lược nữa. Mỹ hiểu rõ về điều đó. Chỉ có Vẹn Vàng không hiểu điều này thôi. Vẹn Vàng đang là những nhà lãnh đạo phương Tây đấy, là những giới tinh hoa của phương Tây, đừng có đùa. Gớm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên là giới chức trách của Hoa Kỳ không thua gì hết. Phải hỏi ý kiến Vẹn Vàng ấy, hỏi ý kiến cháu thằng Đào Tụt Quần của Vũ Quang ấy. Bởi vì thằng cháu Đào Tụt Quần của Vũ Quang ấy, nó có 12 sư đoàn cơ. Kinh lắm. 10.000 máy bay, 10.000 tàu chiến cơ mà. Đâu đơn giản. Nó kiện Trung Quốc để lấy hơn 30.000 tỷ cơ mà. Hơn 30.000 tỷ đô la ấy. Ghê gớm lắm nhưng mà đơn giản. Số lượng tàu chiến và máy bay của thằng Đào Tụt Quần ngày hôm nay méo thua, làm sao mà bằng được 10.000 máy bay, 10.000 tàu chiến, ghê gớm lắm. Đó là câu chuyện thí tốt ông Zelensky. Còn ông Biden thì đang đẩy nhanh sự suy tàn của thế giới đơn cực dưới bàn tay của Hoa Kỳ. Chính sách cực đoan của nước Mỹ đang tự phá hoại không gian an ninh đơn cực, đang tự phá hoại niềm tin, uy tín và hình ảnh của chính tập thể phương Tây qua chính cái chính sách cực đoan trừng phạt chống Nga. 13.000 lệnh trừng phạt đã áp lên Nga, phong tỏa tài sản và tiếp tục mở rộng các lệnh trừng phạt. Đó chính là cái chính sách cực đoan. Miệng của các giới chức phương Tây thì nói rằng là không quốc gia nào được phép viện trợ vũ trang cho Liên bang Nga, vì như vậy sẽ đi ngược lại với lại hiến chương của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó tập thể phương Tây thì đang kêu gào
tăng cường chi viện khí tài sát thương hạng nặng cho Ukraine. Cái tư tưởng tiêu chuẩn kép của Hoa Kỳ đang tự phá hoại chính Hoa Kỳ, đang tự chính phá hoại mình. Chính sách thất bại của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đẩy nhanh sự suy tàn của thế giới đơn cực. Thành viên cấp cao của Viện Hoa Kỳ cho biết việc này. Ngay khi nhà báo Mỹ đặt ra cụm từ về thời điểm đơn cực của Mỹ vào những năm 1990, ông thấy rõ quyền bá chủ của Washington sẽ không kéo dài vô tận. Rốt cuộc là cụm từ giá trị ở đây là gì? Thời điểm. Nhờ chính sách đối ngoại cực kỳ vụng về của chính quyền Joe Biden, sự suy giảm quyền bá chủ toàn cầu không thể tránh khỏi của Hoa Kỳ đến sớm hơn dự kiến, và tốc độ suy giảm đó còn nhanh hơn, ông viết trong một bài báo cho Fortify. Hoa Kỳ sử dụng chính sách tống tiền, ăn cướp, đàn áp, giật dây đảo chính thông qua xã hội dân sự thì làm sao có thể tồn tại được, làm sao để lấy lòng được nhân dân trên thế giới này. Thông qua sự việc liên quan một nhóm người chưa xác định cụ thể tấn công vào trụ sở công an xã ở tại Đắk Lắk đấy, và đến bây giờ đã bắt hơn 20 đối tượng rồi đấy. Trong cái vụ việc đấy có liên quan tới cái đám phun rô, có liên quan tới cái kịch bản của những cái thành phần lưu vong đang đòi thành lập nhà nước Đề Ga, có liên quan tới không? Liên quan hay không liên quan, chúng ta xem vụ điều tra này sẽ thấy rõ. Cái âm mưu giật dây này, bản thân đằng sau có CIA của Hoa Kỳ hay không? Nếu không có sự hỗ trợ thì cái đám tàn dư liên quan tới bọn phun rô kìa chắc chắn được dẫn độ về nước rồi, chứ không còn tiếp tục làm bậy được nữa. Họ trốn đi đâu được? Theo chuyên gia thì sai lầm chính của chính quyền Biden là thái độ của họ đối với lại cuộc xung đột ở Ukraine, cùng với những nỗ lực nực cười nhằm cô lập Nga bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Nhà báo nhấn mạnh là mục tiêu của các Nga hạn chế đối với Hoa Kỳ là làm suy yếu đồng rúp, nhưng sau một đợt giảm giá ngắn, đồng tiền Nga đã lấy lại giá trị và hiện là một trong những đồng tiền tệ mạnh nhất ở trên trường quốc tế trong năm 2022 và 2023. Đổi lại thì việc tịch thu tài sản bằng đô la của Nga đã chống lại các quốc gia khác. Việc sử dụng đồng đô la làm vũ khí thúc đẩy nhiều quốc gia ký kết các thỏa thuận thương mại bằng các loại tiền tệ thay thế. Ngoài ra thì tác giả cho rằng là phản ứng của Joe Biden và các trợ lý của ông trước việc thế giới không sẵn sàng noi gương Washington trong cuộc xung đột Nga-Ukraine là một sai lầm. Hoa Kỳ muốn thế giới sử dụng đồng đô la và bắt ký kết thương mại bằng đồng tiền đô la. Ok, phần còn lại của thế giới vẫn làm ăn với Mỹ, thanh toán đồng đô la. Nhưng phần còn lại của thế giới không bắt buộc phải bán hàng giá rẻ cho Hoa Kỳ nữa, để dự trữ đồng đô nữa. Vì phần còn lại của thế giới cũng thanh toán bằng đồng tiền quốc gia. Và nền kinh tế mới nổi trong ý tưởng tạo ra một đồng tiền riêng và có một ngân hàng gọi là ngân hàng phát triển mới của nền kinh tế mới nổi sẽ là cán cân cho một đồng tiền phi tập trung. Chuyên gia chắc chắn Nhà Trắng hiểu quyền bá chủ của Mỹ đang tuột dốc liên quan đến nhiều vấn đề khác. Nhà báo được kết luận khoảnh khắc đơn cực của nước Mỹ đã được định sẵn và sẽ biến mất, không còn tồn tại trên vũ đài quốc tế nữa, và thay thế vào đó là một thế giới đa cực mà nhân loại đang hướng tới. Đây chính là cái giá mà tập thể phương Tây phải trả. Tự họ đang giết hại chính mình. Thế trong tình thế mà bản thân thế giới đơn cực đang suy tàn, còn tốt thí Kiev cũng đang được định hình, thì chuyên gia lại bình luận rằng Kiev muốn gây áp lực lên các nước NATO về vấn đề thành viên. Kiev bây giờ được quyền làm mình làm mẩy chứ, đúng không? Bởi vì các ông đang dựa vào tôi để giữ quyền bá chủ mà, có quyền làm mình làm mẩy, có quyền để hạ bệ những chính sách của NATO nếu như không đáp ứng được nhu cầu cho Ukraine, thì bản thân Ukraine sẽ gây sức ép với NATO, thế thôi. Và NATO buộc phải ngoan ngoãn mà nghe theo, mà nghe theo thì cũng chết, mà không nghe theo thì cũng mệt. Đấy, Zelensky đấy, mà Zelensky căng quá,
là Hoa Kỳ cho đăng xuất, cho làm thịt luôn. Tuyên bố của Kiev về sự ủng hộ của 20 quốc gia NATO đối với tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh là một nỗ lực nhằm gây áp lực lên họ trước thềm hội nghị thượng đỉnh ngày 11-12 tháng 7 diễn ra tại Litva đấy. Nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu châu Âu ấy, chia sẻ điều này với Đại sứ Blik. Trước đó thì Phó Chánh Văn phòng Tổng thống của Ukraine đấy cho biết 20 quốc gia NATO đã ghi nhận sự ủng hộ của họ đối với tư cách thành viên của nước này trong liên minh. Ngược lại, Phó Tổng Thư ký NATO ấy, cho biết là hiện tại không có sự đồng thuận nào trong liên minh về chủ đề gia nhập của Ukraine. Các tuyên bố của chính quyền dân kỳ trùng hợp với một hoạt động nhất định của các nước thành viên NATO, và một trong những người phụ trách quá trình này là cựu Tổng Thư ký đã đưa ra một số tuyên bố. Điều này thực tế trùng khớp với các tuyên bố của Kiev sẽ có hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva vào ngày 11-12 tháng 7. Một ý tưởng như vậy đang được thúc đẩy, ông nói trong một cuộc phỏng vấn với lại báo chí. Ngoài ra thì ông cũng chỉ ra rằng là không có một quốc gia NATO nào chính thức tuyên bố ủng hộ ý tưởng về tư cách thành viên của Ukraine trong liên minh. Chưa một quốc gia nào cả. Đây là những đánh giá của Ukraine đội. Tôi chưa thấy những tuyên bố như vậy. Tôi thấy điều này gây áp lực lên các nước NATO. Họ đang bị áp lực rất mạnh. Tôi nghĩ là chương trình tối thiểu ở tại Litva là đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nhưng làm sao có thể đảm bảo được? Đảm bảo bằng cách nào? Đảm bảo sau khi mà kết thúc chiến dịch đúng không? Sau khi quân đội Ukraine đánh bại Nga trên chiến trường đúng không? Vậy thì Nga sẽ cho Ukraine biết thế nào là giải trừ hoàn toàn Ukraine. Làm gì còn cơ hội để mà tồn tại, ở lại, mà làm tay sai cho Hoa Kỳ nữa. Không bao giờ có những kịch bản đấy diễn ra. Con đường dành cho Ukraine ngày hôm nay là đi theo cùng thế giới đơn cực và kết thúc lịch sử từ đây. Lịch sử ngắn ngủi 30 năm, hơn 30 năm, đúng không? Phải chấm dứt lại nhé. Thế giới đơn cực chấm dứt, Ukraine cũng chấm dứt. Và Ukraine sẽ quay trở lại đúng nguồn gốc lịch sử của nó. Chứ không phải tiếp tục để trở thành một cái công cụ cho tập thể phương Tây gây hại cho nhân loại được. Không phải tiếp tục để mà thúc đẩy cái thứ dân chủ độc tài phương Tây được. Hô hào dân chủ nhân quyền đa đảng đa nguyên tam quyền phân lập. Nhưng bản thân tập thể phương Tây làm gì có gì tự do đâu. Toàn bậy bạ không à. Toàn xúi dục những việc bậy. Giật dây đảo chính. Hô hào gì. Về xây dựng xã hội dân sự. Trên tất cả các loại nền tảng khác nhau. Còn bản thân ở tại nội bộ Hoa Kỳ. Ông Donald Trump ấy, đang bị điều tra hình sự liên quan đến 37 tội danh. Ấy. Nguy hiểm phép. Cựu cố vấn của ông Donald Trump. Cũng có lời tuyên bố. Là thôi. Đừng cố đấm ăn xôi nữa. Nếu thực sự tôn trọng nước Mỹ, tôn trọng luật pháp thì đừng có tham gia cuộc bầu cử nữa. Kiểu gì nó cũng làm thịt ông thôi. Dừng lại đi còn kịp. Thì ông Donald Trump này hôm nay tuyên bố là chỉ ra các vấn đề của quân đội Mỹ do hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hỗ trợ quân sự cho Ukraine đã khiến quân đội Hoa Kỳ cạn kiệt đạn dược. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết, phát biểu trước các đảng viên Cộng Hòa ở tại Georgia, cựu lãnh đạo Nhà Trắng bày tỏ quan điểm rằng cơ sở cho sự hào phóng của đương kim Tổng thống nước này đang đảng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đối với Kiev là dựa trên thành phần tham nhũng. Đây là dòng rửa tiền. Bây giờ chúng ta không có đạn dược. Đạn dược ở Ukraine tất cả chúng ở đó. Lầu Năm Góc nhiều lần đảm bảo rằng khi mà lập kế hoạch cũng cung cấp quân sự cho Ukraine, họ đã tính đến nhu cầu của quân đội mình. Nhưng đến bây giờ một số loại đạn dược và tên lửa cho HIMARS được lấy ra từ kho chiến lược của Washington, của Nhà Trắng. Cựu lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng là trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã xây dựng lại lực lượng đó là vũ trang. Chúng tôi có nhiều đạn đến mức là chúng tôi đã chất đầy đến tận đó là miệng túi. Còn bây giờ chúng tôi có rất ít đạn, thậm chí để bảo vệ chính mình. Các bạn thấy đấy, ông ấy tức là Joe Biden kiếm được nhiều tiền trong cuộc xung đột Ukraine, và sau đó các bạn tự hỏi tại sao chúng ta lại làm điều này. Ông nhắc lại rằng là dưới thời ông, xung đột ở Ukraine sẽ không xảy ra, hứa hẹn trong trường hợp chiến
chiến thắng sẽ đạt được hòa bình trong vòng 24 giờ, thậm chí không cần đợi đến lễ nhậm chức. Tôi là ứng cử viên duy nhất có thể đưa hứa điều này. Tôi sẽ không cho phép xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Đây sẽ không phải là một cuộc xung đột truyền thống với xe tăng, mà sẽ là một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể dẫn đến sự hủy diệt của cả thế giới. Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra. Bơm vũ khí cho Ukraine là con đường leo thang xung đột nguy hiểm và tự làm suy yếu chính nước Mỹ ngày hôm nay. Nhưng năm 2024, dù ông Donald Trump hay bất kể ai của Đảng Cộng Hòa lên nắm quyền, thì cái kết quả cuối cùng của nó vẫn là gì? Vẫn là một tư tưởng diều hâu, vẫn là chống lại Nga tới cùng. Chứ còn lâu bản thân tập thể phương Tây mới dừng những con đường diều hâu, còn lâu mới từ bỏ con đường đơn cực. Gần 1.000 cơ sở đồn trú quân sự trên thế giới vẫn cứ tồn tại bình thường, vẫn cứ thúc đẩy liên minh để chống lại Nga và kiềm chế Trung Quốc bình thường, vẫn sử dụng chiêu trò đoan cướp tống tiền bình thường. Làm sao từ bỏ con đường đó? Vì từ bỏ con đường đó thì coi như là Mỹ sụp đổ còn gì nữa. Còn cái gì nữa đâu? Đồng đô la cần phi đô la hóa một cái thôi là ối rồi ngay có gì. Đúng không? Bởi vì số lượng đô la in ra nó vượt quá tài sản của Mỹ quá nhiều lần. Thì làm gì còn giá trị nữa. Chẳng lẽ mỗi một ông ăn sáng để mang xe rùa đi mà trả đô la. Lúc đó những đồng đô la rơi ngoài đường người ta không muốn nhặt nữa. Hết giá trị mà. Vậy thì những đồng tiền không có giá trị như vậy, lý do gì mà bản thân Mỹ lại có thể gây ép buộc cho phần còn lại của thế giới, buộc cái bán hàng giá rẻ cho mình để mang về cái đồng tiền giấy không giá trị đấy? Mọi người mang về quái đâu, đặt luôn ở tại ngân hàng trung ương Mỹ để thanh toán quốc tế thông qua cổng SWIFT đấy, đúng không? Zelensky đưa xung đột thành một cuộc chiến giữa NATO và Nga. Đây vẫn là âm mưu của Ukraine ngay từ đầu chiến dịch, đã muốn điều đấy rồi. Thông qua hai quả rocket S-300 rớt xuống Ba Lan này, chúng ta quá hiểu Ukraine quá muốn châu Âu, NATO kích hoạt điều 5 hiệp ước để bảo vệ thành viên. Dân kỳ nên nắm quyền và đưa xung đột ở Donbass thành tình trạng chiến tranh giữa NATO và Nga. Thành viên của Ủy ban Hiến pháp của Hội đồng Liên bang tuyên bố điều này với The Sputnik. Chế độ Dân kỳ chưa bao giờ nghĩ đến nhân dân Ukraine bằng cách lừa dối người dân nên nắm quyền với những lời hứa hẹn hòa bình và chấm dứt chiến tranh ở Donbass. Dân kỳ đã đưa cuộc xung đột thành tình trạng chiến tranh giữa NATO và Nga. Bà cũng lưu ý rằng là chính quyền Kiev đã gây ra quá nhiều đau khổ cho nhân dân Ukraine suốt từ năm 2000, từ khi nhậm chức cho đến bây giờ. Sau khi làm nổ tung con đập của nhà máy thủy điện Kakhovka, theo chiến thuật thông thường của Zelensky, Zelensky đã không nghĩ đến những người mà ông ta quyết định nhấn chìm cùng với mọi con vật nuôi và nhà cửa. Zelensky tuân theo hướng dẫn của mong muốn tầm thường buộc Nga phải tăng dự trữ bổ sung và củng cố phòng thủ trên bình diện này, vị chính trị gia này chia sẻ. Phản công không đạt mục tiêu, bà cũng nhấn mạnh rằng là những tay hè nắm quyền của ông của Ukraine không nghĩ đến tác hại to lớn từ việc phá hủy hồ chứa nước Kakhovka. Đó là khi nhân dân Ukraine vốn đã khá mệt mỏi vì cuộc xung đột đẫm máu này, không còn tin vào Zelensky và muốn hòa bình. Tình hình đối với Zelensky trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là quân đội Ukraine không hoàn thành nhiệm vụ của họ bất kỳ khu vực chiến sự nào đang diễn ra. Mọi thứ đang là một thảm họa đối với nhân dân Ukraine ngày hôm nay. Vậy thì con tốt thí Zelensky sẽ sớm được đăng xuất khỏi trái đất là con đường thay ngựa giữa dòng và chuyển sang giai đoạn là quân quản. Và giai đoạn quân quản là cái giai đoạn mà Ukraine sẽ bạo động, bạo loạn và chủ nghĩa khủng bố chính thức hình thành. Và lúc mà trở thành chủ nghĩa khủng bố rồi thì Nga sẽ tiêu diệt khủng bố. Và khi Nga tiêu diệt khủng bố thì nhóm khủng bố lại sẽ chui quay ngược trở lại châu Âu và nó sẽ khủng bố châu Âu. Tình thế cam go đang dành cho châu Âu và châu Âu rơi vào thời kỳ chiến tranh lạnh lẽo. Vào thời kỳ chiến tranh lạnh lẽo, xung đột còn kéo dài thì nền kinh tế châu Âu còn bị nghiền nát. Nên cơ hội dành cho Hoa Kỳ không còn, chỉ còn cơ hội cho báo chí hô hào thôi. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ và có đôi lời bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.